Chào mừng em đã quay trở lại channel của mình. Lại là mình đây. Hôm nay chắc hẳn rất nhiều các anh em sẽ bị sốc là bởi vì AD nó đã khóa hơn 15.000 ác. Và anh em nào nằm ở trong cái số đó thì tôi cũng chia buồn nhá. Đó, anh em xem cái bài đăng của họ cũng chỉ là tầm khoảng 11 giờ trước thôi. Hiện tại ở cái giờ tôi làm clip thì nó là 12 giờ đêm. Và anh em cũng có thể là ấn vào để xem cái lý do mà người ta trừng phạt những cái ác này là lý do là bởi vì cái gì. Thì anh em nhìn này, đó là hạn chế sử dụng với tài khoản, sử dụng cái chương trình bất hợp pháp. Thứ hai nữa là những anh em nào mà sử dụng dạng như là hack tiền, mon tiền, rồi là nạp lậu vân vân. Do là cái danh sách lần này thì nó rất là dài nên người ta đã gửi qua cái Google Drive. Thì là anh em cũng có thể ấn vào để xem là tên mình có ở trong này không nhá. Nhưng mà lướt qua ấy, tôi thấy toàn là tên Việt Nam là chính ấy. Khéo phải đến 99% là toàn là người Việt Nam mất. Thế này khéo trả sớm muộn gì, khéo nó lại ban luôn cái IP của Việt Nam thì tội đến chịu. Ngoài ra thì AD cũng có gửi thêm một cái chính sách của game thì anh em cũng có thể ấn vào để tìm hiểu xem là những cái nội dung nào mà gây đến nó là ảnh hưởng đến game, gây vi phạm thì là nó sẽ có hình phạt xử lý ở bên dưới. Và thường những cái lỗi nhẹ như thế này ấy, thì anh em chỉ bị khóa chỉ trong vòng khoảng mấy ngày thôi, khoảng hơn tuần thôi. Nếu mà anh em bị nhắc nhở nhiều ấy thì mới là bị khóa vĩnh viễn. Trong này cũng có một cái điều khoản là lạm dụng ở cái lỗi của game ấy để sử dụng bung hay là thủ thuật này thủ thuật kia ấy thì là nó sẽ bị khóa theo ngày, và đến khi mà nó nhắc nhở quá nhiều lần thì nó sẽ khóa vĩnh viễn, anh em lưu ý nhá. Ngoài ra anh em nào mà hay đi spam chat ấy mà đi phá cái bọn auto ấy thì anh em nên lưu ý này, đó là anh em chat đi chat lại hay là sử dụng những cái hành vi gây rối quá nhiều lần nó cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn anh em nhá. Và ở dưới này anh em kéo xuống này, nhìn ở cái chương trình bất hợp pháp cho tôi này. Đó, anh em xem, nó không có một cái gì là liên quan đến auto cả. Mà ở đây nó chỉ nói về những cái chương trình nào mà nó gây ảnh hưởng đến dữ liệu game này, xâm nhập vào dữ liệu game này. Ngoài ra thì những cái mà bung game, bung nghiếc các thứ, những bản mod. Và chung quy tất cả những việc đó tổng hợp lại thì là anh em sẽ có thể là bị khóa nick. Nhưng đó chỉ là có thể thôi anh em nhé. Rồi ok, và đây là cái màn hình tôi vẫn đang auto cho anh em xem đây. Nhiều anh em comment lên bài của tôi hay ở trong kênh của tôi bảo là úi dồi ôi, thầy Nam mấy ngày nay không auto, không treo gì cả. Chắc là mấy ông nghĩ là tôi sợ auto rồi đúng không? Nhưng mà không, tôi nói thật với ông ấy, tôi vua lì đòn. Làm gì mà có chuyện tôi không auto được. Chẳng qua ấy là dạo này tôi bị phá rất nhiều, với cả là tôi bị lag máy ấy. Nên là tôi bắt buộc là tôi phải đổi server để tôi treo. Và cái thành quả anh em cũng thấy rồi đấy, đó là được khoảng 1.2 triệu, hơn 1.2 triệu. Còn về cái vấn đề auto ấy, anh em hạn chế dùng cái bản mod nhé. Bởi vì sao những cái bản mod mà nó lại hoạt động, lại kéo cá cho anh em là bởi vì nó đã thay đổi dữ liệu của game rồi, dẫn đến việc là rất dễ là bị AD phát hiện ra. Tuy là nó sẽ không khóa hết nhưng mà nó sẽ bị dính đa số anh em. Nên là anh em lưu ý cho tôi ở những cái bản mod nhá. Bản hack thì tôi không nói làm gì rồi, 100% là bị khóa nick rồi. Còn về phía macro, anh em nào sợ thì đừng có dùng, đừng có tìm auto làm gì nữa. Còn anh em nào lì đòn như tôi cứ treo thoải mái cho tôi. Bởi vì sao? Macro nó chỉ chạy nền, nó không can thiệp vào game, nó không thay đổi bất kỳ một cái dữ liệu nào của game cả. Nó chỉ dạng như là một cái auto click anh em cài bên ngoài thôi. Còn về phía app của tôi ấy, tôi vẫn treo cho anh em xem nhé. Tôi sẽ treo đến bao giờ nó bị khóa thì thôi. Nên là anh em cứ yên tâm mà dùng nhé. Rồi ok, clip này của tôi chỉ đến đây thôi. Anh em nếu thấy hay, hãy để lại cho tôi một like, share và subscribe ủng hộ tôi những video sắp tới nhé. Bye bye.